Xin chào tất cả các em. Ở tiết học trước thì cô đang hướng dẫn các em đó là bài thực hành 10, thực hành tổng hợp. Chúng ta đã làm bài tập 1, đó là lập trang tính định dạng, sử dụng công thức và trình bày trang tính. Thì trong cái bài tập 1 thì cô đã hướng dẫn các bạn đó là cách để các bạn khởi động Excel này. Chúng ta nhập dữ liệu vào trang tính, sau khi nhập thì chúng ta định dạng và chúng ta sẽ copy thành các trang tính khác. Và chúng ta sử dụng hàm để tính tổng cho cái số lượng mà có trong các bảng đó. Tiết ngày học ngày hôm nay thì cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu tiết 65, 66, bài thực hành 10, thực hành tổng hợp. Thì trong nội dung của bài thực hành này thì các bạn sẽ tìm hiểu đó là bài tập số 2. Bài tập số 2 sách giáo khoa trang 143. Cái bài tập số 2 này thì ở trong các cái tiết học của tiết thực hành trước, các bạn đã được thực hành trên máy và các bạn đã gõ, và là cô yêu cầu các bạn gõ và lưu cái hình 1.116A sách giáo khoa với tên đó là thống kê. Thì ở trong cái bản tính này đó là yêu cầu các bạn là chúng ta mở cái bảng tính đã lưu, tức là mở cái bài tập 2 này đã lưu là tên là thống kê. Khi các bạn mở ra rồi. Thế thì trong cái bản tính này thì cô chèn thêm một cột, đó là cột tiểu thủ công, cột thương mại và cột tổng cộng. Thế thì trong cái cột tiểu thủ công và thương mại đây thì các bạn dữ liệu là các bạn có thể nhập tùy ý. Còn cột tổng cộng ở đây là yêu cầu chúng ta đó là chúng ta sử dụng hàm để tính tổng. Vậy thì để tính tổng thì các bạn sử dụng hàm đó là hàm sum. Và giống như là mọi các cái tiết thực hành thì cô vẫn nhấn mạnh cho các bạn đó là khi đã sử dụng hàm thì các bạn nên sử dụng địa chỉ của ô tính. Vì khi giá trị trong các cột thay đổi thì cái cột tổng cộng nó sẽ tự động cập nhật và chúng ta không cần phải sửa lại. Đấy là một trong những cái ưu điểm và cái lợi thế khi các bạn sử dụng giá trị địa chỉ của ô tính. Tức là trong sách giáo khoa hình 1.116A, ở đây thì người ta chỉ cho các bạn đó là cột số thứ tự, cột tên xã, cột nông nghiệp, cột công nghiệp, cột trung bình toàn xã. Nhưng khi các bạn mở cái phần bài tập thống kê này ra thì cô yêu cầu các bạn là chúng ta chèn thêm hai cột, đó là cột tiểu thủ công và cột thương mại. Và dữ liệu cho các xã đó là An Bình, Thành Lợi, Trung Chính, Mỹ Đình, Nhân Hậu, Hoàng Long, Bình Tín, Thanh Hà. Cho tiểu thủ công và thương mại là dữ liệu do các bạn tự nhập vào. Và sau khi tự nhập xong thì cái cột tổng cộng thì ở trong sách giáo khoa là cột trung bình. Nhưng ở trong cái phần trang chiếu của cô thì cô yêu cầu các bạn đó là chúng ta thay đổi cái trung bình toàn xã, ở đây là cột tổng cộng. Thì cột tổng cộng ở đây đó là yêu cầu các bạn là chúng ta sẽ sử dụng hàm sum để chúng ta tính. Sau khi các bạn nhập xong cái phần dữ liệu đó thì bây giờ có một cái phần đó là yêu cầu các bạn là vẽ biểu đồ. Vẽ biểu đồ dạng cột biểu diễn thu nhập bình quân theo đầu người để tìm ra xã có thu nhập cao nhất và có thu nhập thấp nhất. Ở đây người ta đã cho các bạn định dạng luôn đó là dạng biểu đồ hình cột. Dạng biểu đồ hình cột để so sánh thu nhập bình quân theo đầu người ở các xã để tìm ra xã nào có cái thu nhập bình quân cao nhất và xã nào có cái thu nhập bình quân thấp nhất. Vậy để thực hiện tạo biểu đồ thì các bạn sẽ làm như thế nào? Và để tạo ra được một cái biểu đồ giống như ở trên màn hình của cô thì việc đầu tiên các bạn sẽ phải chọn đó là gì? Chúng ta chọn dữ liệu cần tạo biểu đồ. Cách chọn dữ liệu để tạo biểu đồ như nào thì cô đã hướng dẫn các bạn rồi. Trong bài 9 trình bày dữ liệu bằng biểu đồ. À, sau khi chọn dữ liệu bằng biểu đồ, các bạn sẽ chọn chọn là Insert và chúng ta sẽ chọn là phần E, tức là chọn phần biểu đồ đấy để tạo tạo biểu đồ. Cô nhắc lại nhá, đó là để tạo biểu đồ thì việc đầu tiên các bạn phải làm đó là chỉ định miền dữ liệu để tạo biểu đồ. Chỉ định miền dữ liệu đây đó là gì? Các bạn nháy chuột để chọn một ô trong miền có dữ liệu cần tạo biểu đồ. Ví dụ đây đó là bình quân thu nhập theo đầu người của từng xã. Thế thì trong cái phần tổng cộng đấy thì các bạn sẽ chọn một ô mà có dữ liệu. Ví dụ ở đây cô chọn là ô G3 chẳng hạn, cái phần tôi cầm của tổng cộng là G3. Khi các bạn chọn xong thì bước thứ hai đó là các bạn chọn dạng biểu đồ. Dạng biểu đồ thì ở đây trong cái phần đầu bài thì người ta đã hướng dẫn luôn cho các bạn đó là chúng ta chọn phần biểu đồ hình cột. Thế thì chọn dạng biểu đồ thì các bạn sẽ thực hiện như sau, đó là các bạn sẽ chọn vào giải lệnh Insert và chọn nhóm tra
Và khi đó thì các bạn thấy rằng gì? Ở đây nó hiện ra các dạng biểu đồ là column là hình cột, line là đường zig zag, file là hình tròn, pha tức là đường cột nằm ngang. Sẽ có rất nhiều dạng biểu đồ. Và đây chúng ta sẽ chọn dạng biểu đồ hình cột là chọn 2D column. Hoặc các bạn sẽ chọn vào cái biểu đồ thứ hai, dạng thứ hai của cái phần 2D column đấy. Thì các bạn chọn xong thì nó sẽ hiện ra được một cái bảng biểu đồ giống như ở trên màn hình cô. Vậy thì khi mà hiện ra thì khi mà hiện ra rồi thì các bạn thấy rằng là gì? Ở cái phần tên xã và cái phần thu nhập bình quân theo đầu người này nó không tự hiện ra cho các bạn được mà các bạn sẽ phải thay đổi tên. Vậy làm thế nào để thay đổi tên? Thì trong cái bài 9 đấy thì cô đã hướng dẫn các bạn đó là gì? Chúng ta cái phần mà phần 4 chỉnh sửa biểu đồ ấy. Thì trong cái phần chỉnh sửa biểu đồ thì các bạn có thể thay đó là tiêu đề biểu đồ. Ở đây là thu nhập bình quân theo đầu người này. Thay đổi dạng biểu đồ thì các bạn làm được rồi đúng không? Tên tiêu đề của biểu đồ, tiêu đề của trục ngang, trục đứng, thông tin chú giải về các dạng biểu đồ các bạn làm được đúng không? Ở phần làm nào để các bạn thay đổi được thì ở đây các bạn đầu tiên đó là chúng ta phải nháy chuột trên biểu đồ. Khi các bạn nháy chuột trên biểu đồ thì các bạn sẽ thấy xuất hiện ba nhóm giải lệnh ngữ cảnh ở dưới tên tra tool, tra tool, và trong đó có giải lệnh là layout. Các lệnh để thêm thông tin giải thích cho biểu đồ có trong nhóm đó là label trên giải lệnh layout này. Thì các bạn sẽ thực hiện các thao tác và chúng ta sẽ làm gõ được cái thu nhập bình quân theo đầu người và tên xã theo ý muốn. Vậy thì ở đây cô muốn thay đổi cái tên. Đây là cô muốn hiển thị cái xã An Bình, xã Thành Lợi, Trung Chính, Mỹ Đình. Tức là tên xã này lúc này cô muốn hiện ra luôn. Vậy thì các bạn sẽ làm như thế nào? Thì ở đây các bạn sẽ dở lại sách giáo khoa trang 94, 95 để các bạn sẽ thực hiện lại cái việc mà chúng ta thay đổi dạng biểu đồ và thêm cái phần đó là tên xã cho từng cái cột biểu đồ. Có một cái phần mà chúng cũng muốn nhấn mạnh cho các bạn đó là gì? Ở cái chọn hàng 4, bây giờ yêu cầu bạn đó là chúng ta chọn hàng 4 gồm có số thứ tự tên xã, nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công, thương mại và tổng cộng. Và hàng 13 đó là trung bình chung của trang tính. Các bạn hãy tạo cho cô biểu đồ hình tròn để minh họa tổng thu nhập trung bình của cả vùng theo từng ngành. Tức là lúc này các bạn sẽ sử dụng đó là chúng ta sẽ tạo biểu đồ hình tròn để minh họa cái tổng thu nhập trung bình của cả vùng theo từng ngành. Thế thì để thực hiện cái việc này thì các bạn sẽ chọn cho cô một ô trong cái dữ liệu mà các bạn cần tạo biểu đồ hình tròn. Ví dụ ở đây cô chọn là về phần nông nghiệp, hoặc là các bạn sẽ chọn phần trung bình chung, ở đây là các bạn chọn 61. Sau đó các bạn sẽ chọn giải lệnh insert, các bạn sẽ chọn nhóm tra, tức là tạo biểu đồ. Và lúc này các bạn sẽ không chọn là column nữa mà các bạn sẽ chọn là pie, tức là hình tròn. Và khi các bạn thực hiện xong cái việc đấy thì chúng ta sẽ có kết quả đó là gì? Kết quả hình tròn là tổng thu nhập trung bình của cả vùng theo từng ngành. Và khi chọn xong rồi thì nó lại ghi chú luôn cho các bạn đó là gì? Màu màu xanh nước biển thì ở đây đó là biểu thị cho nông nghiệp. Màu đỏ thì là công nghiệp. Màu cà rốt đó là tiểu thủ công. Và màu xanh da trời đó là thương mại. Tức là khi các bạn thực hiện xong rồi thì nó sẽ tính ra số phần trăm cho các bạn dựa trên cái biểu đồ hình tròn. Và tương ứng với mỗi cái phần phần trăm đó thì sẽ là màu tương ứng cho các cái ngành. Ví dụ là nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công và thương mại. Di chuyển biểu đồ xuống dưới vùng có dữ liệu và xem trước khi in trang tính, thiết đặt lề điều chỉnh nếu cần để có thể in hết vùng dữ liệu và các biểu đồ trên một trang giấy. Đây có phần đã hướng dẫn các bạn trong cái bài 7, đó là trình bày và in trang tính. Sau khi các bạn thực hiện xong rồi thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái nút lệnh preview để các bạn xem trước khi in. Và khi cái nút lệnh preview hiện ra các bạn thực hiện thì các bạn thấy rằng gì? Nếu như dữ liệu trong ô đó mà chưa được căn chỉnh đúng thì các bạn có thể sử dụng đó là nhóm lệnh margin, hoặc các bạn sử dụng cái việc điều chỉnh ngắt trang để các bạn định dạng lại cái dữ liệu
trong cái trang tính đó, làm sao để in cho nó hợp lý. Và đây yêu cầu các bạn đó là chúng ta in trên một trang tính gồm có bảng về dữ liệu của tên xã, nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công, thương mại và tổng cộng. Thứ hai đó là biểu đồ hình cột về tổng thu nhập bình quân theo đầu người. Và cái thứ ba nữa đó là biểu đồ hình tròn biểu diễn về cái tổng tổng sản lượng của nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công. Vậy thì các bạn phải sử dụng cái việc cắt trang và các bạn căn chỉnh như nào để cho ba cái bảng này nó nằm trong một trang tính. Thì cái phần này cô sẽ dành cho các bạn chúng ta tìm hiểu. Chúng ta giở sách giáo khoa ở trong cái bài số 7 trình bày và in trang tính. Các bạn sẽ xem lại cái phần hướng dẫn để chúng ta thực hiện cái phần điều chỉnh cắt trang và xem trước này. Về phần dặn dò cũng như là hướng dẫn về nhà thì yêu cầu các bạn như sau. Đó là thứ nhất, chúng ta học thuộc bài, làm lại các bài tập thực hành và đặc biệt là chúng ta sẽ thực hành lại cái bài mà cô vừa hướng dẫn các bạn. Thứ hai nữa đó là các bạn xem lại tất cả các kiến thức từ đầu học kỳ 2 chúng ta đã được học. Chúng ta xem lại, đặc biệt là các bạn xem lại cho cô cái phần khai báo hàm, sử dụng hàm, để chúng ta gõ hàm trong các ô tính và chúng ta sử dụng cái địa chỉ hay sử dụng giá trị của đồ ô tính. Cách để chúng ta sao chép công thức như thế nào để chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian. Và đặc biệt một cái đó là chúng ta cần phải nhớ phần ưu điểm hay là phần lợi ích khi chúng ta sử dụng địa chỉ của ô tính trong công thức. Và chúng ta sẽ chuẩn bị cho tiết sau ôn tập. Và để chúng ta chuẩn bị làm cho tốt cái bài đó là kiểm tra cuối kỳ. Tiết học của cô tới đây là kết. Chúc các em học tốt và chúc sức khỏe quý thầy cô giáo. Thân ái, chào các em.